cánh của mày quá đẹp quá sang luôn. Sắc lòng thì óng ánh. Buồn quá. Hay là mình chơi nặng đất sét đi. Mình nặng đất sét siêu lắm nha. Ai siêu biết liền. Thì coi ai nặng nhanh và đẹp nhất nào. Một con vịt có hai cái cánh. Kẹp 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 kẹp. Đôi bụng quá. Bảy công ngược tay ăn bánh đi. Bánh này mẹ mình làm đó. Ngon lắm. Ý ị, tay bạn dơ quá đi. Bạn đi rửa tay rồi ăn bánh. Không sao đâu. Ngon quá. Chào hai em, Vịt và Công. Hai em đang làm gì đó? Vịt, em bị sao vậy? Ôi à, em đau bụng mà mắc đi cầu nữa. À, nhà đốc tôi khỏe gần ở đây nè. Bây giờ em cùng với anh qua bên nhà đốc tôi khỏe. Nhờ đốc tôi khỏe giúp đỡ nghe. Mệt quá. Không biết tại sao mà đau bụng đi cầu liên tục nữa. Bạn Dịch đi cầu có rửa tay chưa? Hồi nãy bạn Dịch tay dơ mà cầm bánh ăn đó anh Quỳnh Đông. Em Vịt á, là phải luôn luôn rửa tay đúng cách cùng với xà bông diệt khuẩn để mình ngăn ngừa sự lây lan của các vi khuẩn có hại qua đường ăn uống. Biết chưa? Dạ, em biết lỗi rồi. Em chóng mặt và khát nước quá. Nước đây, nước đây. Nước nụ xiêm sắc đây. Dịch, con uống sẽ mau chóng cầm tiêu chảy thôi. Đốc tử khỏe có pha chút mật ong cũng dễ uống. Dạ, còn cảm ơn đốc tử khỏe. Còn uống vô, cảm thấy đỡ hoạt bụng rồi. Cảm ơn bạn xiêm nhiều. Dịch yên tâm, mỗi ngày dùng nước nụ xiêm sắc sẽ mau hết bệnh thôi. Quá tốt rồi. Ý, nhưng mà cây xiêm, em có thành phần nào để hỗ trợ chữa đau bụng tiêu chảy vậy? Em có thể chia sẻ cho mọi người được biết không? Trong em có chất xơ tăng khả năng lên men của vi khuẩn ở ruột già, giúp hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, tống các chất cặn bã độc hại ra ngoài, ngăn cản sự hấp thu các độc chất trong thức ăn. Rhodomitol, anthocyanin, flavonic, acid betulinic, kháng viêm, kháng khuẩn. Acid nicotinic tannin, hợp chất polyphenol, vị chát, chống viêm, giảm đau, duy trì sự khỏe mạnh cho hệ thống tiêu hóa, giải độc, giảm bệnh đường ruột, làm sạch dạ dày, dẫn đến giảm tiêu chảy. Ôi, đó giờ Quỳnh Đông rất là yêu màu tím qua xiêm, bây giờ yêu luôn cái nụ xiêm rồi. Nhưng mà cách sử dụng nụ xiêm như thế nào để hỗ trợ tiêu chảy, chắc chắn là chúng ta phải nhờ tới Dr. Khỏe chia sẻ rồi. Dạ, xin mời Dr. Khỏe. Nụ xiêm 20-30 gram rửa sạch, sắc với nước, chia nhiều lần uống trong ngày, khi uống hòa thêm một chút mật ong. Lưu ý, trong em có chứa nhiều chất chát nên những người bị táo bón do nhiệt không nên dùng để uống nha. Vịt, em nhớ nha, mình phải luôn luôn uống nước nè, hạn chế sử dụng nước có ga nè, ăn chín nè, uống sôi nè, với đồ ăn mà lên men chua là không được quyền sử dụng luôn, với lại hạn chế ăn những thức ăn mà chứa nhiều dầu mỡ ha. Để tránh mất sức khi bị tiêu chảy, Dịch con nên ăn những loại canh, súp, cháo, thực phẩm cần được băm, thái nhỏ, nấu nhừ để bổ sung đủ năng lượng, giúp phục hồi sức khỏe, nên ăn từng ít một, chia thành nhiều bữa. Dạ, con cảm ơn Đốc Tử Khỏe, anh Huỳnh Đông và bạn Sim. Con đã ghi nhớ và thực hiện tốt mà. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tử Khỏe và các bạn nhỏ dễ thương trong khu vườn xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Bye bye, bye bye.